chào tất cả các em. Chúng ta gặp nhau qua tiết số 2 của chuyên đề số 3 hình học không gian. Đó là hình chóp có đường cao không là cạnh bên. Thì trong chuyên đề này, trong tiết này, thầy sẽ sửa cho hai bài tập rất hay. Bài số 1, đó là đề thi đại học khối D. Khối D năm 2010, thầy tóm tắt đề như sau này. Đầu tiên cho hình chóp. Đầu tiên cho hình chóp S chấm ABCD. Rồi tiếp theo là ABCD là hình vuông cạnh A. Hình chiếu vuông góc của S lên ABCD là H thuộc AC sao cho AH bằng AC chia 4. Ta có thể ghi tắt như sau này. SH vuông góc với mặt phẳng ABCD với điều kiện là H thuộc AC và AH bằng 1/4 AC. Rồi tiếp theo CM là đường cao. Tam giác SAC. Kem đầu tiên ta tìm bước đầu tiên là ta chứng minh M là trung điểm SA. Rồi tiếp theo các em tìm VS chấm MBC. Rồi bây giờ chúng ta cùng vẽ hình. Đầu tiên ta vẽ cái đáy là hình vuông cạnh A. Thì trong không gian cái hình vuông hay là hình chữ nhật ta cũng vẽ chung một kiểu. Đây chỗ này là 10 ô. Rồi. Đây các em lấy lại, đây là B, đây AH bằng AC chia 4. Như vậy AC nó chia là 4 phần. Chia là 4 rất dễ, đầu tiên là tìm trung điểm. Rồi trên mỗi đoạn nó là chia thêm, ta tìm trung điểm nữa, như vậy ta có 4 phần. Thì lấy lại điểm đây là điểm H. Rồi từ H ta vẽ đường thẳng vuông góc với mặt đáy. Thì trong cái hình chóp này, cái đường SH thì gọi là đường chuẩn này. Đường này rất quan trọng trong bài toán này. Rồi ta xong hình vẽ. Đấy là hình vuông cạnh A. Hình vuông cạnh A. CM là đường cao. Tam giác SAC. Rồi đề bài yêu cầu chứng minh M là trung điểm SA. Thành ra khi vẽ ta lấy trung điểm luôn. Đây. Khi vẽ ta lấy trung điểm luôn. Rồi bây giờ ta mới chứng minh. Xong bài toán này.
Là bây giờ các em xem cái bước, cái câu hỏi đầu tiên của bài toán này. Chứng minh M là trung điểm SA. Các em suy nghĩ này. Trong cái tam giác SAC đó, CM đã là đường cao rồi. Mà đề bài yêu cầu chứng minh M là trung điểm. Có nghĩa là đề bài yêu cầu chứng minh CM là đường trung tuyến. Mà CM là đường trung tuyến thì sao? Cái tam giác SAC nó có cái đường CM này đóng hai vai trò, vừa là trung tuyến vừa là đường cao. Suy ra tam giác này là tam giác cân. Như vậy cuối cùng bài toán này đã chứng minh tam giác CSA cân tại C thì có như sau. Trong cái tam giác SAC này, ta biết độ dài cạnh ABCD là hình vuông cạnh A. Ta biết độ dài cạnh AC bằng A căn 2 rồi. Cái đề bài chỗ này thì thầy ghi tóm tắt thiếu SA bằng A. SA bằng A. SA bằng A rồi. SA bằng A. Như vậy thì ta thiếu độ dài SC. Mà muốn chứng minh tam giác SAC cân tại S này thì ta phải chứng minh độ dài SC bằng A căn 2, các em hiểu chưa? Rồi bây giờ ta suy nghĩ này. Làm sao để tìm được độ dài SC? Muốn tìm được SC thì ta dùng định lý Pythagore tam giác SHC. Ta biết HC rồi. Nhưng mà SH chưa biết. Như vậy thì tìm SH. Mà muốn tìm SH thì ta áp dụng định lý Pythagore trong giác vuông tam tam giác vuông SAH, các em. Hiểu chưa? Vậy đầu tiên ta sẽ tìm độ dài đoạn AH để dùng đoạn bi định lý Pythagore. Bước đầu tiên ta nói là A là ABCD là hình vuông. Nên ta suy ra AC bằng cạnh AB nhân với căn 2 bằng A căn 2. Có AC ta suy ra AH. AH bằng 1 phần 4 AC. Như vậy là A căn 2 chia 4. Có AH rồi ta tìm được SH. Tam giác SAH vuông tại H. SH bằng căn bậc 2 SA bình phương trừ đi AH bình phương. SA là A bình phương lên là A bình phương. Chỗ này ta bình phương lên là 2A bình chia 16. Mười sáu trên hai, như vậy đây là a căn mười bốn chia cho 4. Có SH tiếp theo ta tìm AH, ta tìm SC. Nhưng mà ta nói sơ qua về cái độ dài đoạn HC. Độ dài đoạn HC bằng AC trừ đi AH bằng 3/4 AC bằng 3/4 A căn 2. Rồi cuối cùng ta tìm, ta xét trong tam giác SHC. Tam giác này vuông tại H. Ta có SC bằng căn bậc 2 SH bình phương cộng với HC bình phương bằng căn bậc 2 SH. Căn bình phương nên là 14A bình phương chia 16. HC bằng mọi ta bình phương nên mẫu vẫn là 16. 9, đây là 18. Như vậy kết quả đây là căn bậc 2, thì đây là 18 với 14. 18 với 14 là 32, chia cho 16 là 2. Bằng 2. Thì ghi lại là A căn 2 chứ. Rồi các em hiểu chưa? Bước cuối cùng ta mới nói như sau này. Tam giác S là AC cân tại C. Bởi vì ta có CS bằng CA bằng A căn 2. Đây các em hiểu chưa?
CM là đường trung tuyến. Thầy cũng gọi như lại là đường cao. Suy ra CM là trung tuyến. Tam giác SAC. CM là trung tuyến thì dẫn đến M là trung điểm AC, trung điểm SA. Rồi, đây là ta xong câu thứ nhất. Bây giờ câu hỏi thứ hai, S chấm MBC, SBC. Rồi các nhìn nhìn vào hình vẽ này. Tới đây ta nói ngay được về S chấm và BC là ta dùng cái định lý tỷ số thể tích này nghe. Đây này. Ta có về S chấm MBC chia cho về S chấm ABC bằng SM chia cho SA, SB chia FB, rồi SC chia SC bằng SM chia cho SA. Từ đây ta suy ra VS chấm MBC bằng 1 phần 2 VS chấm ABC. Cuối cùng bây giờ ta chỉ cần tìm VS chấm ABC đi xong. Bây giờ kem xem này. Hình chóp S chấm ABC ta tìm ngay V đó, VS chấm ABC 1 phần 3 chiều cao, chiều cao là SH. Thầy ghi lại tiếp theo đây, 1 phần 3 SH, 1 phần 2 tam giác ABC diện tích bằng 1 phần 2 AB nhân với BC bằng 1 phần 6 SH nhân với AB nhân với BC. Ta thế vào đây 1 phần 6 SH của em A căn 14 chia 4, AB với AC là A, là A bình phương. Kết quả là A mũ 3 căn 14 chia cho 24. Ta thế vào đây là A mũ 3 căn 14 chia cho 12. Chỗ này thì ghi lại là 1 phần 2 nhân với đây là 48. 48. Rồi bây giờ ta qua bài số 2. Bài số 2 là đề thi đại học khối A năm 2010. Thầy tóm tắt đề bài như sau. Đầu tiên là cho hình chóp S chấm ABCD. Rồi tiếp theo là A, B, C, D là hình vuông. Thầy ghi tắt hình vuông cạnh A. Rồi tiếp theo là M, N là trung điểm A, B với A, D. Rồi tiếp theo là H bằng C, N giao với D, M và SH vuông góc với mặt phẳng ABCD và SH bằng A căn 3. Rồi cuối cùng đề bài yêu cầu tìm VS chấm CDNM. Rồi tìm khoảng cách giữa hai đường chéo nhau là DM và SC. Rồi bây giờ chúng ta vẽ hình. Đầu tiên thì vẽ cái đáy trước. Cái đáy ABCD là hình vuông.
ABCD. Đây thì ký hiệu đây A, B, C, D. Rồi tiếp theo again. MN là trung điểm AB với AD. Như vậy M nằm chỗ này, N nằm đây, H bằng CN giao với DM. CN, H bằng CN giao với DM. CN. CN với DM. Rồi chỗ này chỉnh. Rồi H đây. CN với DM. Rồi SH vuông góc với mặt này. Từ H thì dựng một đường một thẳng đứng vuông góc với mặt này. Rồi các em nhớ ta ký hiệu hai đường cắt nhau, vuông góc với hai đường cắt nhau. Chỗ này SH. Đây là SH. Cái chỗ này là cái đường SA với SH nó gần sát nhau. Nếu các em cảm thấy mà khó nhìn thì chỉ cho các em một cách luôn. Các em chỉ việc đổi thứ tự cái điểm A này này. Đổi thứ tự điểm A cho điểm B hoặc là đổi thứ tự A với D lại là hình nó đẹp ngay. Nhưng mà thầy thấy hình này cũng tạm thời cũng chấp nhận được, thành ra đây để. Rồi bây giờ các em xem là ta trở lại câu A. À, câu đầu tiên tìm V hình chóp SCDCDNM. Đây thì nối NM là rồi thì nối M với C. Thì hình chóp là như thế này. Cái đáy là cái tứ giác CDNM, còn cái đường cao là SH. Bây giờ tìm V hình chóp này, thì V hình chóp mà SCDNM là chiều cao là SH ta có rồi đúng không, là A căn 3. Nhưng mà cái đáy này ta chưa tìm được diện tích. Bây giờ các em xem ta tìm như thế nào. Thì để bài toán này muốn cho ta dễ thì ta thì thầy vẽ cái đáy nghiêng nó ra. Chứ cái đáy là hình vuông mà các em nhìn cho nó dẹp dẹp cái này rất là khó chịu đúng không? A, B, C, D. Đây là M. Đây là N. C, C, N. Đây, C, N. Với D, M nối lại. Rồi ta được cái tứ giác như sau này. CN CDNM CDNM. Rồi bây giờ tất cả các em xem này. Thì cái tứ giác này diện tích ta tìm như thế nào? Thực ra thì tơ em có rất nhiều cách tìm.
Cái đơn giản nhất là em lấy S hình vuông đúng không? Trừ đi S hai tam giác nhỏ chỗ này. Nó coi như xong. Hiểu chưa? Còn cách thứ hai này em thấy ngay là cái đường CD hay là đường DM này nó vuông góc với NC. Tới đây ta nhìn thấy nó vuông. Tất nhiên thì chứng minh cũng được. Nhưng mà bất công ta lại phải chứng minh. Thành ra nếu mà ta dùng thì về cái này thì theo thầy, thầy sẽ dùng cái S, cái đáy này. Thầy sẽ lấy diện tích hình vuông trừ đi diện tích hai tam giác nhỏ này. Rồi bước đầu tiên ta tìm diện tích hình tam giác ANM. Diện tích này bằng 1 phần 2 AM nhân với AN bằng 1 phần 2 AM là A chia 2 nhân với A chia 2 bằng A bình phương chia 8. Tiếp theo là có diện tích tam giác BMC. S tam giác BMC bằng 1 phần 2 BM nhân với BC bằng 1 phần 2 BM là A chia 2, BC là A bằng A bình chia 4. Cuối cùng ta có được cái S tứ giác CDNM bằng S hình vuông ABCD trừ S tam giác ANM trừ S tam giác là BMC. Em thế vào đây diện tích hình vuông bằng A bình trừ A bình chia 8 trừ A bình chia 4. Em tính nhẩm bằng này thì 8 này trừ đi 1 trừ đi 2 thì trừ 3. Như vậy 5A bình chia 4. Đây em hiểu chưa? Cuối cùng ta tìm được V hình chóp S.CD NM bằng 1 phần 3 chiều cao là SH nhân với đáy là SCD NM bằng 1 phần 3 SH là A căn 3. Đây là 5A bình phương chia 4. 5A mũ 3 chia cho 4 đây là 12. Và bây giờ kem qua bài số 2. Bài số 2 là đề thi đại học khối A năm 2010. Thầy tóm tắt đề bài như sau. Đầu tiên là cho hình chóp S.ABCD. Có ABCD là hình vuông cạnh A. Tiếp theo là MN là trung điểm của AB với AD. Tiếp theo là H bằng là giao điểm của CN giao với DM. SH vuông góc với mặt phẳng ABCD. Rồi SH bằng A căn 3. Đề bài yêu cầu tìm VS.CD NM rồi tìm khoảng cách giữa hai đường DM và SC. Rồi tiếp theo các em vẽ hình. Tiếp theo MN là trung điểm AB với AD. Đây là B. M
là trung điểm AB, N là trung điểm AD, H bằng CN với DM. Ta nối CM rồi tiếp theo trong nối D với M là rồi điểm này là điểm H C thì lộn cái chỗ này CN CN như vậy nó hơi khó nhìn một chút. Đây là điểm H. Rồi tiếp theo ta dựng SH vuông góc với mặt phẳng ABCD. Sát với điểm mà để chỉnh lại trước đây. Rồi tiếp theo em nối S với A là cái hình nó hơi khó chịu một chút. Thực ra thì muốn cho cái hình cái đường nó bị đẹp không có vấn đề gì đấy thì các đổi cái vị trí xe A nằm ở đây thì AD với AB nó nằm bên ngoài mà nó nhìn nó dễ hơn, mà thôi thế này cũng tạm cũng được. Rồi bây giờ các em trở lại bài toán này, ta tìm về hình cho S chấm CDNM CDNM. Như vậy ta phải nối NM lại. Rồi đây. Rồi thì nối SM. VSCDNM em. Chiều cao nó có rồi. SH bằng A căn 3. Tiếp theo ta tìm cái tứ diện tích tứ giác CDNM. Tứ giác CDNM tìm như thế nào thì để cho nó dễ nhìn đấy, thì vẽ cái đáy riêng ra và bên cạnh cái hình không gian. ABCD đây là M, đây là N, rồi CN. Rồi để em xem này, tứ giác ACDNM tìm như thế nào. Nhìn vào cái hình vẽ này thì ta thấy ngay, ta có thể tìm bằng cách lấy cái diện tích hình vuông trừ đi diện tích hai tam giác nhỏ này. Các em thấy chưa? Còn nếu mà nhìn kỹ nữa thì ta thấy hai cái đường này vuông góc với nhau, mình vẽ đúng thì mình nhìn thấy đúng thì ta sẽ chứng minh được. Nhưng mà thôi, chứng minh thì con nghĩ nó sẽ rắc rối hơn. Lấy cái hình vuông trừ diện tích hai tam giác nhỏ này. Rồi bây giờ trở lại bài toán. Vậy ta trình bày
Đầu tiên ta tìm diện tích tam giác AM là diện tích tam giác AM là bằng 1 phần 2 AN nhân với AM. AN thì bằng A chia 2, AM bằng A chia 2. Cuối cùng mình tính được là A bình chia 8. Tiếp theo thì em tìm diện tích tam giác BMC. Diện tích tam giác BMC bằng 1 phần 2 BM nhân với BC bằng 1 phần 2. BM bằng A chia 2, BC bằng A. A bình chia 4. Cuối cùng ta tìm diện tích tứ giác DCMN bằng S hình vuông là ABCD trừ đi S tam giác AMN trừ đi S tam giác là BMC. Ta tính ra chỗ này bằng A bình phương trừ A bình chia 8 trừ A bình chia 4. B ta nhập thì mẫu chung là 8. Đây là 8 trừ đi 1 trừ đi 2 vậy là 5. 5A bình chia 8. Em hiểu chưa? Cuối cùng ta tìm được S V hình chóp. V hình chóp S chấm C D N M bằng 1 phần 3 SH nhân với S D C M N bằng 1 phần 3 SH là A căn 3 5A bình chia 8. Cuối cùng là tính được là 5A mũ 3 căn 3 chia cho 24. Để kiểm tra chỗ này là 8, này A bình chia 8. Mẫu chung là 8 này. 8 trừ 1 trừ đi 2. Rồi ta qua câu tiếp theo là các em tìm khoảng cách giữa đường DM với đường SC. Thì muốn tìm khoảng cách giữa hai đường chéo nhau, các em nhớ ta trải qua ba bước suy nghĩ. Bước đầu tiên ta tìm xem hai đường này có đoạn vuông chung hay không, thì ta thấy là không có. Tiếp theo ta kiểm tra hai đường này có vuông góc với nhau hay không. Vậy các em xem này, DM với SC có vuông góc hay không? Thì em thấy DM trong cái hình vẽ lúc đầu này, ta thấy là DM vuông góc với NC, hai đường này vuông góc. Tôi nhìn vào hình vẽ này ta lại thấy là DM vuông góc với SH. Suy ra DM vuông góc với mặt phẳng SHC. Ta vậy ta suy ra DM vuông góc với đường SC. Vậy hai đường này vuông góc với nhau. Hai đường này vuông góc với nhau thì theo lý thuyết đây, thầy nhắc lại cho các em. Muốn tìm khoảng cách giữa hai đường A và B trong trường hợp hai đường này vuông góc, thì đầu tiên các em tìm giao điểm của đường thẳng A với mặt phẳng alpha. Rồi từ A ta kẻ đường AB vuông góc với đường thẳng B. Đoạn AB thì gọi là đoạn vuông góc chung của hai đường chéo nhau. Thì trong cái hình vẽ của em á, đường thẳng A này chính là đường thẳng DM, còn B chính là cái đường SC, còn alpha này chính là mặt phẳng S SCH. Cái giao điểm đây là chính là điểm H. Như vậy từ H em chỉ việc H kẻ HK vuông góc với đường SC. Coi như bài này xong. Em kẻ HK vuông góc với SC chỗ này. Và bây giờ trình bày. Đầu tiên trong bài toán này là ta phải chứng minh DM vuông góc với NC. Vậy các em xem ta chứng minh như thế nào. Câu này thì hồi học chương trình lớp 8 là cái câu quen thuộc đấy, nhưng giờ phút này nhiều khi các em quên. Muốn chứng minh DM vuông góc với NC thì đây, thì chọn đại là tam giác HDC là tam giác vuông. Ta cần chứng minh
Muốn chứng minh HDC là tam giác vuông thì ta chứng minh góc D1 cộng với C1. D1 cộng với C1 bằng 90 độ. Lời kem hiểu chưa? Mà ta lại có cái gì? Ta có D1 cộng với D2 chỗ này bằng cũng bằng 90 độ luôn, bởi vì nó bằng góc D lớn trong hình vuông. Từ đây cuối cùng ta bây giờ ta mấu chốt vấn đề, ta phải chứng minh điều này. C1 cộng với D2 ở C1 bằng góc D2, C1 bằng góc D2. Nếu C1 bằng góc D2 này, hai rồi, từ điều kiện có này ta suy ra điều kiện này. Thôi như sau. Bây giờ tại sao C1 bằng góc D2 các em? Thì ta nhìn hình vẽ này, ta thấy ta có hai tam giác bằng nhau là tam giác CDL. Ta có tam giác CDL bằng tam giác DM. Hai tam giác này nó có cái gì bằng nhau? Thứ nhất là CD bằng DA. Rồi cạnh tiếp theo là cạnh DN bằng AM. Tiếp theo cái góc vuông bằng nhau là góc CDN bằng góc DAM. Hai tam giác này bằng nhau, ta suy ra góc C1. Góc C1 bằng góc D2. Rồi tiếp tục ta nói là mà góc D2 cộng với góc D1 bằng góc ADC bằng 90 độ. Từ đây thì suy ra này, kem thế chữ D2 bằng chữ C1. C1 cộng với D1 bằng 90 độ. Điều này kéo theo là tam giác DHC vuông tại H. Tam giác DHC vuông tại H. Từ đây ta suy ra là DM vuông góc với CN. Rồi ta dừng lại chỗ này. Tiếp theo là ta lại phải chứng minh DM vuông góc với SHC. Bước tiếp theo, ta có DM vuông góc với đường thứ nhất là đường CN. DM vuông góc với đường thứ hai là SH, bởi vì SH vuông góc với mặt phẳng ABCD. CN và SH cùng nằm trong mặt phẳng SHC. Từ đây ta suy ra DM vuông góc với SHC. Từ đây ta suy ra DM vuông góc với đường SC. Tiếp theo ta nói là kẻ HK vuông góc với SC. Bây giờ ta chứng minh HK nó là đoạn vuông góc chung. Ta thấy là có HK vuông góc với SC. Rồi HK cũng vuông góc với đường DM. Bởi vì sao? Vì DM vuông góc với SHC. Từ đây ta suy ra HK là đoạn vuông góc chung. HK là đoạn vuông góc chung của DM và SC. Từ đây ta suy ra khoảng cách giữa DM với SC bằng HK. Rồi về bước tiếp theo ta tìm độ dài đoạn HK. Thì em dựa vào cái hệ thức nào? Thì ta thấy là tam giác SHK vuông tại H và có HK là đường cao.
1 trên HK bình phương bằng 1 trên HC bình phương cộng với 1 trên là HS bình phương. HS thì ta biết rồi nhưng mà HC ta chưa biết. Bây giờ ta sẽ tìm HC chỗ này. Thì ở đây tìm HC ta có nhiều cách. Thôi thầy chọn lại cách như này. Trong tam giác BNC, cạnh góc vuông bình phương bằng chiếu nhân với huyền. Nhưng mà trước khi tìm được cái đó ta phải tìm được NC. Ta có này, tam giác là DNC. Tam giác này vuông tại D, đường cao. Đường cao là DH. Như vậy ta có này, NC bình phương, NC bằng căn bậc 2. DC bình cộng với DN bình. DC bằng A, DN A bình phương cộng với A bình phương chia 4 bằng A căn 5 chia 2. Có NC thì ta có thể thích như sau này. DC bình phương bằng CH nhân với CN. Từ đây ta suy ra CH bằng DC bình phương chia cho CN bằng A bình phương chia CN là A căn 5 chia cho 2, như vậy là 2A chia căn 5. Rồi thế này kem xong đúng không? Rồi bây giờ thế vào đây bằng 1 trên HC. HC là 2A chia căn 5 bình phương lên là 4A bình chia 5. HS là A căn 3, như vậy là 3A bình. Ta tính ra đây là 5 chia 4A bình phương cộng với 1 chia 3A bình phương. Mẫu chung là 12A bình phương. Kem này quy đầu mẫu số, đây là 15 cộng với đây là 4. Kết quả là 19 chia cho 12A bình phương. Từ đây ta suy ra HK, ta đảo ngược lại, 12 là 2 căn 3, 2A căn 3 chia cho căn 19. Rồi cuối cùng trong bài toán này, ta kết luận là vậy khoảng cách giữa DM với SC 2A căn 3 chia cho căn 19. Như vậy là tiết số 2. Trong tiết này các em sửa được 2 bài. Trong đó bài số 2 là khá hay và tương đối là nghĩa phức tạp. Rồi trong tiết tiếp theo thầy tiếp tục sửa cho các em bài tập về cái dạng hình chóp có đường cao không là cạnh bên. Thầy chào tất cả các em.